dân tộc Silla sinh sống chủ yếu ở Lai Châu và Điện Biên. Theo số liệu điều tra thực trạng kinh tế xã hội 53 dân tộc thiểu số năm 2019, dân số người Silla là 909 người, trong đó nam là 453 người, nữ là 456 người. Dân tộc Silla thuộc nhóm ngôn ngữ tạng miến, nhà ở của họ được làm theo kiểu nhà trệt, có hai gian hai trái, nền đất, có hiên trước rộng, Mái lợp bằng cỏ tranh, vách liếp hoặc vách gỗ, có một cửa ra vào, trừ nhà của trưởng họ có thêm một cửa phụ ở gian trái, gần nơi đặt bàn thờ và chỉ được mở vào những dịp cúng lễ chung cho cả dòng họ. Đồng bào Sila canh tác nương rẫy và ruộng nước, trồng ngô, hoa màu và chăn nuôi ngựa, trâu, bò, dê, gà và vịt. Người Sila còn có nghề thủ công đan lát Ấn tượng nhất trong văn hóa truyền thống của người Silla chính là trang phục của người phụ nữ. Cũng như các dân tộc khác, trang phục của người phụ nữ Silla cũng mang nét đẹp riêng và nổi bật. Đồng bào trồng cây bông vải lấy sợi xe thành chỉ, rồi nhuộm theo cách truyền thống để tạo sắc màu tự nhiên, sau đó dệt lên những bộ trang phục của mình. Phụ nữ Silla mặc váy, áo cài khuy bên nách phải, nhằm tô thêm vẻ đẹp cho váy, áo, các thiếu nữ Silla sử dụng những chuỗi hạt cườm nhiều màu sắc, vòng trang sức gắn bạc, đồng, thân áo, váy và ống tay áo trang trí hoa văn theo bố cục hình học. Những hoa văn trang trí này được hình thành trong quá trình dài lao động sản xuất, sáng tạo của người Silla. Đồng bào rất chú ý xen kẽ các màu vải với những hoa văn khác nhau. Áo thường được may bằng vải đen, cổ áo rời. Xung quanh cổ áo được viền hai dải vải xanh và đỏ đường khâu ghép giữa cổ và thân áo bằng chỉ màu và được khâu nổi để trang trí giữa thân áo được đính hàng chục đồng xu trắng theo hình giải quạt. Ngoài ra phụ nữ Sila còn sử dụng những chiếc vòng cổ, vòng tay, khuyên tai và khăn đội đầu để trang trí cho trang phục của mình. Đáng chú ý, người Sila đã có những quy định khắt khe trong việc đội khăn theo từng lứa tuổi. Ví dụ, thiếu nữ thì buộc tóc sau gáy, rồi cuốn khăn trắng khô bằng chỉ đỏ, xanh quanh bím tóc. Khăn đội đầu của phụ nữ đã có con là màu đen, được làm bằng vải xanh, đen. Nếu sinh con gái hay con trai, đều có cách đội khăn khác nhau. Người Sila có 5 dòng họ là Li, P, Chu, Rằng và Hồ. Mỗi dòng họ sẽ có một người trưởng họ quán xuyến mọi công việc của cả dòng họ người Silla thờ cúng tổ tiên nhưng chỉ tính tới hai đời, gồm bố mẹ, ông bà và tất cả những người trên ông bà đã khuất. Con cái chỉ thờ cúng bố mẹ đẻ đã mất, còn từ thế hệ ông bà trở lên do trưởng họ thờ cúng. Trong văn hóa tín ngưỡng của người Silla, không thể không nhắc đến các tập tục như thờ cúng tổ tiên, Tết năm mới, lễ cơm mới, lễ bìa khớ, cúng bản, mía lô lô, cấm bản, lễ cá si gieo hạt tượng trưng. Lễ mừng cơm mới là một nghi thức nông nghiệp chứa đựng nhiều yếu tố văn hóa tích cực và là một phần trong ý thức của đồng bào Sila. Lễ mừng cơm mới của đồng bào Sila thường được tổ chức từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 9, khoảng tháng 8 âm lịch, là thời gian vụ lúa đầu mùa bắt đầu chín và được tổ chức vào ngày thìn hoặc ngày tị. Theo quan niệm của người Sila, trong suốt quá trình sản xuất của gia đình và dòng họ, luôn có sự che chở của tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Vì vậy, khi con cháu trong dòng họ dùng những nông sản đó, không được quên ơn tổ tiên, ông bà, cha mẹ, những lớp người trước đã truyền đạt lại kinh nghiệm sản xuất và luôn phù hộ, che chở, bảo vệ sức khỏe và mùa màng cho con cháu. Người Silla sẽ lấy những hạt lúa chín đầu tiên của vụ mùa về cúng tổ tiên trước khi thu hoạch. Hàng năm cứ đến khi hoa đào nở rộ trên khắp các triền núi, người Silla lại tưng bừng đón Tết cổ truyền của dân tộc mình. Tiếng Silla gọi là Koto Cơ -Ko Tết của đồng bào Silla rất đặc biệt. Người Kinh cùng với các dân tộc khác lấy thời điểm giao thừa làm mốc chuyển năm, nhưng người Silla lại lấy thời điểm kết thúc mùa thu hoạch để ăn Tết. Chính vì vậy, tùy thuộc từng nơi, mùa thu hoạch sớm hay muộn để tổ chức Tết, không nhất thiết phải trùng nhau. Người Silla ăn Tết theo dòng họ, Ngày đầu tiên của Tết phải là ngày không trùng vào ngày chết, ngày hạ huyệt của tổ tiên một đời, bố mẹ của bất kỳ gia đình nào trong dòng họ, cũng không trùng với ngày các con hổ, con khỉ. Người Sila ăn Tết trong 3 ngày, ngày thứ nhất được gọi là vạ Sị nhi, ngày mổ lợn, ngày thứ hai gọi là trí si tố nhi, ngày uống rượu, và ngày thứ ba gọi là chè chớ nhi, ngày kết thúc. Người Sila rất yêu thích văn nghệ, Chơi và nghe các loại nhạc cụ như món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống. Kho tàng văn học của người Xila khá phong phú, sử ca, dân ca, cổ tích, thần thoại được người già hát trong các dịp lễ Tết, trai gái hát với nhau trong lao động sản xuất, trong hội hè. Nội dung bài hát ca ngợi tình yêu thiên nhiên, lòng trung thủy. Đến nay các bài hát này vẫn còn, đồng bào đã chế tác được nhiều loại nhạc cụ riêng của dân tộc mình như sáo, đàn tre. Hiện nay các chương trình chính sách, dự án của nhà nước đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được thực hiện trên hầu hết tất cả các lĩnh vực đã làm thay đổi diện mạo nhiều bản làng, trong đó có các bản làng của người Sila. Theo số liệu điều tra thực trạng kinh tế xã hội 53 dân tộc thiểu số năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo của dân tộc Sila là 34,4% tỷ lệ hộ cận nghèo là 13,4%, tỷ lệ thất nghiệp là 0,70%, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng chứng chỉ là 17%, tỷ trọng lao động làm việc trong khu vực phi nông nghiệp là 16%, Tỷ trọng lao động làm công việc quản lý hoặc chuyên môn kỹ thuật bậc cao và chung là 12,2%. Trải qua thời gian, có những thay đổi về kinh tế, xã hội, thì người Silla vẫn lưu giữ những nét đẹp trong văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Những năm gần đây, nhiều phong tục văn hóa tốt đẹp của đồng bào đã được quan tâm, bảo tồn bền vững. Tình đoàn kết giữa các dân tộc tiếp tục được củng cố, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa, văn hóa truyền thống được giữ gìn và phát huy, cuộc sống của đồng bào Silla ngày càng khởi sắc.